Thưa quý vị và các bạn, gan là một cơ quan quan trọng trong cơ thể, đảm nhiệm rất nhiều chức năng khác nhau, trong đó có 3 chức năng quan trọng chính, đó chính là tiết dịch mật giúp tiêu hóa thức ăn, thanh lọc độc tố cho máu đi nuôi cơ thể và dự trữ glucose để tạo năng lượng khi cần thiết. Chính vì thế nên gan là một cơ quan rất dễ bị mắc bệnh. Và ngày hôm nay để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng ta sẽ có một cuộc trao đổi nho nhỏ với bác sĩ Lê Anh. Xin chào bác sĩ. Vâng, xin chào chị MC Nam Phương, xin chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, đâu là những bệnh lý thường gặp ở gan và đâu là những bệnh mà người Việt thường dễ mắc nhất ạ? Có rất nhiều các cái bệnh lý về gan thường gặp ở Việt Nam, trong đó có 3 cái bệnh lý chính, đó chính là viêm gan, xơ gan và ung thư gan. Trong đó thì trong 3 cái mặt bệnh đó thì cái mặt bệnh mà dễ gặp nhất ở người Việt Nam đó là viêm gan B, do virus viêm gan B gây nên. Theo ước tính đến năm 2020 thì có khoảng 30% dân số có viêm gan B ở trong cái tiềm tàng trong cơ thể. Thưa bác sĩ, khi mắc các bệnh về gan thì có dễ phát hiện hay không ạ? Vàng da vàng mắt thì dường như là 2 triệu chứng kinh điển của căn bệnh này, và cũng chính vì quan niệm này nên khiến cho nhiều người chủ quan và không dễ phát hiện. Vậy thì theo bác sĩ, ngoài 2 triệu chứng này ra thì còn những triệu chứng nào để giúp phát hiện ra các bệnh lý về gan ạ? Thực ra thì có rất nhiều các cái triệu chứng biểu hiện khi mà cái tế bào gan của bạn đã bị tổn thương. Khi mà đã có những cái dấu hiệu như vàng da, vàng mắt thì là lúc đó gan đã chuyển sang giai đoạn sơ gan và đã tổn hại đến chức năng của gan rồi. Nếu mà đợi đến có 2 cái triệu chứng mà vàng da, vàng mắt mà mới đi khám thì có nghĩa là chúng ta đã quá muộn để có thể điều trị gan. Chính vì như thế nên là có một số những cái dấu hiệu chỉ điểm mà các bạn nên đi khám ngay khi có một số những cái dấu hiệu, ví dụ như là bạn có cái triệu chứng buồn nôn kéo dài, thứ hai là ăn uống sa sút kém, không ngon miệng, thứ ba là tiêu chảy kéo dài, đặc biệt là trong quá trình mà mình ăn uống mà những đồ ăn nhiều mỡ mà mình thấy mình bị tiêu chảy kéo dài thì đặc biệt một cái là cái chỉ định đặc hiệu của cái gan có vấn đề. Và kèm theo những cái triệu chứng đó là cái triệu chứng có đau tức nhẹ ở vùng hạ sườn phải, kèm theo cảm giác người lúc nào cũng mệt mỏi, khó chịu. Thì những cái triệu chứng đấy là cái triệu chứng tiền triệu để biểu hiện rằng là cái tế bào gan của bạn đã bị tổn thương và bạn nên đi khám. Còn những cái triệu chứng như vàng da vàng mắt tức là lúc đó cơ thể gan đã chuyển sang giai đoạn có khả năng sẽ mất bù và bạn nên đi khám ngay lập tức khi mà vàng da vàng mắt là đã có thể chuyển sang giai đoạn xơ gan rồi. Và cũng phải nhấn mạnh luôn là cũng có rất nhiều bệnh dẫn đến việc là vàng da vàng mắt mà không nhất cứ gì sẽ phải là xơ gan. Thưa bác sĩ, vì sao hiện nay người trẻ mắc các bệnh về gan ngày càng nhiều ạ? Ngoài ung thư gan ra thì còn có gan nhiễm mỡ này, viêm gan B và viêm gan C nữa. Vậy thì theo bác sĩ, có phải là vì các yếu tố di truyền hay là do lối ăn sinh hoạt ạ? Mình cũng phải xác định rõ là những cái viêm gan, mình phải phân loại các cái bệnh gan dẫn đến cái tình trạng gia tăng cái bệnh gan hiện nay. Đối với những cái bệnh gan mà do virus như là viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C thì nó có cái sự lây truyền, tức là cái sự lây nhiễm giữa người với người, thì cái sự gia tăng nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không chỉ liên quan đến cái chế độ ăn uống cũng như là các cái chế độ sinh hoạt. Còn riêng đối với vấn đề về gan nhiễm mỡ thì chắc chắn là do cái chế độ sinh hoạt ăn uống, đồ ăn cũng như là cái thói quen sinh hoạt hàng ngày của bạn có vấn đề thì gan của bạn nó mới bị gan nhiễm mỡ. Tất nhiên cũng không loại trừ những trường hợp là do gen di truyền, đặc biệt là với bệnh gan nhiễm mỡ thì chắc chắn là cái tỷ lệ gen di truyền là có tác động ảnh hưởng đến đây. Thưa bác sĩ, có rất nhiều bệnh lý về gan, vậy thì không biết viêm gan A và viêm gan B khác nhau như thế nào ạ? Viêm gan A và viêm gan B thì có một cái đặc điểm giống nhau, đó là đều xuất phát từ do virus viêm gan gây nên. Viêm gan A là từ HAV và viêm gan B là do virus HBV gây nên. Và hai cái gan này có một cái sự khác nhau đặc biệt quan trọng nhất, đó chính là cái thứ nhất là do cái đường lây truyền. Đường lây truyền của viêm gan B thì xuất phát từ là do lây truyền qua đường máu, như là ví dụ như là tiêm truyền, hoặc là từ mẹ sang con, hoặc là do một số những cái lây nhiễm có qua đường máu khác. Còn viêm thứ hai là đường lây truyền thứ hai là có thể là do từ quan hệ tình dục.
Đấy. Thế còn viêm gan A thì có một cái đặc điểm khác hơn là nó có thể lây truyền qua đường ăn uống, tức là nó có nằm ở trong tuyến nước bọt. Đấy thì viêm gan A thì lại dễ lây truyền hơn vì là nó có thể lây qua qua cả đường 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 nước bọt. Tuy nhiên thì viêm gan A thì lại không nguy hiểm nhiều như viêm gan B, vì là viêm gan B A nếu phát hiện sớm bạn có thể điều trị khỏi hoàn toàn và có một cách cái dự phòng và cái quá trình điều trị nó dễ dàng hơn. Có nên đi kiểm tra gan định kỳ hay không thưa bác sĩ? Với những người khỏe mạnh bình thường thì bao lâu nên đi kiểm tra một lần? Và với những người đã mắc các bệnh về gan rồi thì bao lâu nên đi kiểm tra một lần ạ? Nói đến khám bệnh định kỳ thì theo tôi thì đối với những cái trường hợp là những người mà vốn khỏe mạnh và không có các bệnh lý về gan thì nên đi khám bệnh toàn thân chứ không chỉ cứ gì về gan. Và trong khi các bạn khám bệnh về toàn thân, khám bệnh định kỳ thì đã có những cái xét nghiệm để chỉ điểm về chức năng gan. Ví dụ như là bạn xét nghiệm sinh hóa máu chẳng hạn, hoặc là xét nghiệm một số những cái test về vi sinh, thì các bạn cũng hoàn toàn có thể phát hiện ra là mình có bị nhiễm các cái bệnh virus về viêm gan không. Và khám bệnh định kỳ thì cũng có siêu âm ổ bụng tổng quát, thì bạn cũng có thể đánh giá được một số những cái liên quan đến hình thể gan và đánh giá được một số cái chức năng gan. Còn những người mà đã bị gan thì cũng tùy thuộc vào các loại bệnh lý nào thì mình nên đi khám thường kỳ là bao nhiêu lâu, thì nó sẽ sợ phụ thuộc vào cái lời khuyên của bác sĩ và cái bệnh lý mà bạn mắc. Ví dụ như mà bạn bị viêm gan B mạn tính mà trong giai đoạn viêm gan virus đang không hoạt động thì các bạn nên đi khám gan một tháng một lần để kiểm tra xem là cái virus của viêm gan nó có ở trở thành dạng hoạt động hay không, và cái hình thái gan nó có tổn thương hay không. Tuy nhiên bên cạnh cái vấn đề về kiểm tra định kỳ đấy thì các bạn cũng nên theo dõi và lắng nghe cơ thể của mình. Ví dụ như là một ngày đấy bạn có những cái triệu chứng như mình đã nói ở trên, ví dụ như là cảm thấy rối loạn tiêu hóa, ăn ngủ kém, đau tức vùng hạ sườn phải hoặc là tiêu chảy kéo dài thì mình cũng nên đi khám kiểm tra ngay. Và những trường hợp đã có dấu hiệu cảnh báo nhưng không điều trị và theo dõi lâu ngày thì sẽ dẫn tới những biến chứng ra sao ạ? Về biểu hiện về lâm sàng của mỗi cái bệnh gan khác nhau với những nguyên nhân khác nhau thì nó sẽ cho những các cái triệu chứng lâm sàng khác nhau. Với những cái triệu chứng lâm sàng bất thường mà bạn đã phát hiện ra mà bạn cố tình không đi khám thì nó có thể dẫn đến những cái bệnh lý, từ có thể là lúc đầu bạn chỉ mắc giai đoạn cấp tính thôi, ví dụ như là lúc đầu bạn chỉ nhiễm virus gan, viêm gan mạn tính, hoặc là thời gian đầu bạn chỉ ở mức độ viêm gan thông thường mà bạn không đi khám ngay. Nếu để cái tình trạng đó kéo dài, thứ nhất đầu tiên là ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bạn. Cái thứ hai là nó có thể biến những cái tình trạng bệnh đang ở giai đoạn còn có thể cứu chữa được, cấp tính, sang giai đoạn mạn tính, và là những cái trường hợp mà mạn tính thì lại là tiền đề cho những cái bệnh như là xơ gan hay là ung thư gan, thì nó sẽ rất là nguy hiểm và nó ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của bạn. Có phải là khi bệnh gan đã biến chứng nặng rồi thì sẽ dẫn tới ung thư gan phải không ạ? Câu hỏi này cũng chưa chính xác, bởi vì là trong những cái trường hợp có rất nhiều các bệnh lý gan khác nhau thì có thể là bạn viêm gan nặng lên hoặc là bạn xơ gan nặng lên thì nó chỉ nặng trong cái tình trạng bệnh lý của bạn thôi. Còn để chuyển biến những cái bệnh mà nó sang giai đoạn ung thư thì tất cả những cái bệnh mà mình nói ở trên, ví dụ như là xơ gan hay là viêm gan, nó phải là cả một cái giai đoạn kéo dài gây tổn thương tế bào gan trầm trọng. Và khi cái thời gian đó kéo dài rồi thì tế bào gan rất dễ bị chuyển sang giai đoạn bị ung thư hóa, thì mới có thể chuyển sang ca hóa, tức là ung thư hóa. Thì chủ yếu là khi mà các cái bệnh đã chuyển sang giai bệnh gan chuyển sang giai đoạn mạn tính kéo dài và điều trị không tốt thì sẽ bị chuyển sang dạng ung thư hóa. Còn những cái bạn tình những cái tình trạng bệnh mà nặng lên mà ở giai đoạn cấp tính mình vẫn có thể điều trị được. Nếu như đã lỡ để cho gan nhiễm bệnh rồi thì có cách nào để làm chậm diễn biến của bệnh lại không ạ? Câu hỏi này của Nam Phương cũng rất là hay nhưng mà nó bao hàm một ý nghĩa rất là rộng, bởi vì nếu mà gọi là gan đã mắc bệnh rồi thì ở cái cơ quan gan thì nó có rất nhiều các cái bệnh lý về gan khác nhau và cũng từ các cái nguyên nhân khác nhau. Chính vì thế nên là khi gan đã mắc bệnh thì bác sĩ cần phải xét nghiệm, khám, đánh giá và kết luận rõ xem đây là bệnh lý gan là bệnh lý gì và nó đang nằm ở trong cái giai đoạn nào, thì bác sĩ sẽ có những các cái phương án đưa ra để điều trị cụ thể hơn. Ví dụ như là bạn mắc bệnh viêm gan B trong giai đoạn cấp tính thì bạn hoàn toàn có thể điều trị được khỏi hoàn toàn, nhưng khi đã sang giai đoạn mạn tính thì lại còn phải tùy thuộc xem virus đang ở trong giai đoạn hoạt động hay là không hoạt động thì mình mới có những cái phương án hoặc là những cái phương pháp điều trị nó cụ thể hơn cho đối với từng bệnh gan. Còn nhìn chung thì người ta có nói một câu là điều trị phòng bệnh hơn chữa bệnh, thì tốt nhất là các bạn nên có những cái
chế độ ăn và cái chế độ sinh hoạt cũng như luyện tập thích hợp theo cái hướng dẫn của bác sĩ thì mình sẽ có những cái điều trị cụ thể hơn. Vậy là cũng tùy căn bệnh và cũng tùy thời điểm đúng không ạ? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Dạ vâng, thưa bác sĩ, tế bào gan thì vốn có khả năng tự tái tạo. Vậy thì tại sao khi gan bị xơ thì tế bào lại không tự tái tạo lại mà lại chuyển sang ung thư ạ? Cơ thể con người thì rất là tuyệt vời. Tất cả đều có quá trình đồng hóa, dị hóa và tự tái tạo. Những tế bào cũ thì chết đi và những tế bào mới lại tái tạo và thế chỗ cho những tế bào cũ để tiếp tục hoạt động các chức năng, đảm bảo chức năng của cơ quan, từng bộ phận cho cơ thể. Tế bào gan thì cũng như vậy. Tuy nhiên, cái chu trình mà sinh ra và tái tạo tế bào cho mỗi cơ quan, cụ thể ở đây là gan, thì nó có một cái khoảng thời gian nhất định. Nhưng khi mà chúng ta đã quá lạm dụng hóa chất vào người, ví dụ như rượu, hoặc là chúng ta không bảo vệ tế bào gan tốt, thì cái quá trình bù đắp nó sẽ bị chậm và không kịp so với cái quá trình mà so với cái vấn đề mà chúng ta đã phá hủy nó. Thì khi mà cái chức năng gan tổng thể nó đã mất bù rồi thì không còn có khả năng tái tạo được nữa, thì nó sẽ bị dẫn sang cái giai đoạn là ung thư gan. Ở viện chúng ta em thấy có một loại thuốc đấy chính là gasilin, được tạo ra từ những thảo dược vô cùng tốt cho gan, ví dụ như là bồ công anh hay là kế sữa. Vậy thì không biết bác sĩ có thể chia sẻ một chút về loại thuốc này được không ạ? Và Viện Khoa học Công nghệ Y dược IMPT của chúng tôi có rất nhiều các cái công trình khoa học để áp dụng các cái khoa học công nghệ vào để bào chế thuốc từ những cái thảo dược. Ngày nay cái việc thế giới cũng như là Việt Nam quan tâm đến việc bào chế thuốc từ những cái thảo dược để chữa bệnh cho con người, để tránh việc là sử dụng quá nhiều hóa chất vào trong cơ thể, thì ngày càng được quan tâm rất là nhiều. Gasilin thì là được chế xuất từ rất nhiều các cái thảo dược, đặc biệt là có kế sữa và bồ công anh là hai cái loại thảo dược mà người qua rất nhiều quá trình nghiên cứu cũng như qua rất nhiều các công trình nghiên cứu đã cho thấy rằng là những cái bộ phận trên các cái thảo dược này có cái khả năng oxy hóa rất là cao, thải độc tốt cho tế bào gan, tái tạo và bảo vệ tế bào gan rất là tốt, tăng cường quá trình tiêu hóa, giúp cho gan thanh trừ, thải độc, điều hòa được các cái chức năng về điều hòa, về dinh dưỡng cũng như là phân tích và tích lũy và thải trừ các cái glucosamine. Chính vì như thế nên là cái sản phẩm của chúng tôi sau một thời gian nghiên cứu và đã ứng dụng cũng như được rất nhiều người bệnh nhân tin dùng cho các cái phản hồi rất là tốt, thì chúng tôi cũng rất mong hy vọng là cái sản phẩm này sẽ đến tay được nhiều người dùng hơn nữa và giúp cho người ta có thể điều trị được những bệnh gan tốt hơn. Dạ vâng, rất cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi. Và thưa các bạn, chúng ta vừa nhận được những chia sẻ vô cùng hữu ích đến từ bác sĩ Lê Anh và mong rằng các bạn sẽ tiếp tục đón xem và theo dõi những số tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.